Question 57. A leasehold estate is A. Chattel real, B. Real property, C. Personal property, D. Both A and C. Correct answer is D. Both A and C. Although a lessee has an interest in real property, the estate is in the form of personal property. Chattel real is another way of referring to personal property. Câu 57. Bất động sản được cho thuê là A. Bất động sản cho thuê, B. Bất động sản, C. Tài sản cá nhân, D. Cả A và C. Câu trả lời đúng là D. Cả A và C. Mặc dù bên thuê có quyền lợi đối với bất động sản, nhưng bất động sản vẫn ở dạng tài sản cá nhân. Chattel real là một cách nói khác của tài sản cá nhân.